Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quê hương cố chủ tịch Trần Đại Quang khai quật thây ma hợp tác xã. Vào hồi tháng 3 năm 2020, khi đó ông Trần Quốc Vượng là thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ký bản kết luận về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 khóa thứ 9. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu cần phải tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tỉnh Ninh Bình đang cho khai quật lại thây ma hợp tác xã. Kinh tế tập thể theo mô hình hợp tác xã được các nhà phê bình và phân tích chính trị lẫn kinh tế xem nó như một cái thây ma của thời kinh tế mệnh lệnh. Chính mô hình kinh tế này đã đưa miền Nam, một đất nước khá giả trong khu vực Đông Nam Á trước năm 1975, thành một nền kinh tế đói rách chỉ trong vòng có 10 năm. Là đất nước có tiềm lực phát triển nông nghiệp lúa nước lớn nhất nhì thế giới, đã biến thành quốc gia thiếu gạo để ăn. Dân phải ăn khoai mì, khoai lang, bò bò, vân vân. Thật là kinh khủng. Kinh tế hợp tác xã bắt đầu đi vào thời kỳ cuối đời của nó vào những năm 1986. Nếu không dẹp bỏ kinh tế tập thể, không dẹp bỏ mô hình hợp tác xã, thì ngày nay người dân Việt Nam chắc chắn phải đào bới rễ củ mà ăn, chứ làm gì có đủ lương thực để mà tồn tại cho đến bây giờ. Vào ngày 18 tháng 4, tờ báo Nhân dân có bài viết rằng Ninh Bình nỗ lực phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Bài báo cho biết Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với thành phố Tam Điệp tổ chức ký kết chương trình tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời phối hợp hỗ trợ hoạt động của khu vực nêu trên theo hướng hiệu quả hơn. Như vậy là tỉnh Ninh Bình, quê hương của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã khai quật cái thây ma thời kỳ kinh hoàng 1976 cho đến 1986. Liên minh Hợp tác xã tại Việt Nam chém gió về vấn đề hợp tác xã. Mới đầu năm, Đại tiếng nói Việt Nam VOV, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thực hiện chương trình tọa đàm với chủ đề Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Tọa đàm có sự tham dự của ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Bảo Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Họ chém gió rằng kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với tiến trình phát triển và xu thế toàn cầu. Đến ngày 13 tháng 4, thì Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật về mặt đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng những vi phạm, khuyết điểm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong dư luận đến mức phải xem xét, xử lý, kỷ luật. Cũng trong ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Kon Tum cho bắt ông Phạm Ngọc Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã, lý do bắt ông này là lừa đảo chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Rõ ràng cái thây ma hợp tác xã đến nay vẫn chưa chịu vứt và nó đã bốc mùi. Bên trong cái thây ma hợp tác xã thì lại bốc mùi lên cả nước. Việc tỉnh Ninh Bình tự nhiên khơi lại cái thây ma, nó là với cũng có lý do. Lý do thứ nhất là lãnh đạo tỉnh không có tầm, không có đủ trình độ để mà theo dõi những mô hình mới nên mới bám vào thây ma này nhằm phát triển. Thêm nữa, bám vào mô hình này có thể họ cũng kiếm trác được chút ít, như trường hợp ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Phạm Ngọc Diễn là ví dụ. Trình độ lãnh đạo cấp tỉnh đến cấp trung ương hầu hết là bất tài, kiến thức thì thiếu, bằng cấp thì mua. Điều duy nhất họ có thừa đó là các trò ma mãnh, đục khoét tài sản quốc gia, chính là tài sản của nhân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Quê hương cố chủ tịch Trần Đại Quang khai quật thây ma hợp tác xã. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng dùng thuốc quá liều, triệu chứng tê liệt bắt đầu xuất hiện. Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá thối nát, ông Nguyễn Phú Trọng không thể dựng lại chiếc lò để chữa bệnh cho đảng được. Tuy nhiên, chữa như thế nào để không có phản ứng phụ thì ông Trọng không hề biết. Chỉ thấy triệu chứng là đập rồi tính sau, vẫn là thói quen của người Cộng sản vậy. Làm lam băm chữa bệnh cho đảng, nhưng ông Tổng vẫn dùng tuyên giáo khoe rằng ông là bác sĩ giỏi và một số người dân tin là thật. Đã có một tỷ lệ không nhỏ tôn vinh ông Nguyễn Phú Trọng
là người đốt lò vĩ đại. Ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng thuốc liều cao để trị bệnh cho Đảng. Ông Trọng từng nói rằng đánh chuột sao cho khỏi vỡ bình. Tuy nhiên, thực tế thì cái bình kinh tế của Việt Nam đã tan nát. Năm 2022 là một năm tệ hại, dù cho tỷ lệ tăng trưởng GDP được thông báo là 8%, nhưng thực tế thì room tín dụng đã cạn từ quý 3. Hàng loạt doanh nghiệp thiếu đơn hàng, đóng cửa sớm nghỉ Tết. Thị trường bất động sản thì đóng băng, thị trường chứng khoán thì rối như kênh hẹ, khi mà hàng loạt vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đại gia trên sàn bị phanh phui. Nói chung là kinh tế rất tệ. Từ năm 2022, thực tế cán bộ nhà nước từ quan cấp cao cho tới quan cấp thấp không ai muốn làm việc cả. Bởi họ sợ sai, thà không làm thì lại an toàn hơn. Không khí trong bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương đều rất nặng nề, ai cũng nhìn trước ngó sau. Tình trạng không giải ngân vốn đầu tư công tràn lan cũng vì bệnh sợ trách nhiệm. Điều đang nói là trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự phân chia quyền lợi không đồng đều. Khi thực hiện những mánh lới để trục lợi thì quan chức cấp cao sẽ ăn nhiều hơn, nhưng khi chịu trách nhiệm thì họ lại đổ tội cho cấp dưới. Chính vì thế, trong những dự án đầu tư công, trên chỉ đạo xuống nhưng dưới không làm, và vì thế mà dòng vốn bị nghẽn lại. Đó là thực tế đã và đang diễn ra hiện nay tại Việt Nam. Nó rất nghiêm trọng. Triệu chứng tê liệt đã xuất hiện. Nói chung, liều thuốc chống tham nhũng mà ông Trọng đang dùng cho đảng của ông đã xuất hiện tác dụng phụ. Đó là chứng tê liệt đang lan rộng khắp các ban ngành từ trung ương cho đến địa phương. Vấn đề này tờ Thời báo .de đã đề cập rất nhiều lần vào năm ngoái theo điều tra riêng. Tuy nhiên, cho đến nay, khi triệu chứng nguy hiểm này trở nên nghiêm trọng, thì phía chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam mới chịu thừa nhận. Sáng ngày 16 tháng 4, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để tháo gỡ vào khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội nói rằng phải khắc phục được tư tưởng 3-0 của cán bộ và bộ phận cán bộ hiện nay, đó là không nói, không tham mưu đề xuất, không triển khai hoặc triển khai cầm chừng, vừa làm vừa nghe ngóng. Còn ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thì nói rằng có tình trạng co cụm, cầu an, thận trọng quá mức. Đây là phản ứng rất hiển nhiên khi mà dân thành phố không được trọng dụng, không trao cho họ quyền quản lý thành phố mà trung ương dành quyền đó cho những người ngoại tỉnh. Người cán bộ gốc thành phố, miếng thì không có mà trách nhiệm thì nặng nề, vậy ai chịu làm đây? Nguyên nhân ở đây vừa do Nguyễn Phú Trọng đốt lò quá mạnh và do chính sách bất công của trung ương đối với cán bộ gốc thành phố này. Triệu chứng này không chỉ xảy ra với thành phố Hồ Chí Minh mà còn xuất hiện ở rất nhiều địa phương khác. Thực tế, tình trạng không nói, không tham mưu đề xuất, không triển khai hoặc triển khai cầm chừng, vừa làm vừa nghe ngóng không chỉ xảy ra với thành phố Hồ Chí Minh mà còn xảy ra ở nhiều địa phương khác. Ông Tổng chữa bệnh cho đảng, nhưng ông không lường hết các tác hại của nó. Hiện nay, toàn bộ bộ máy công quyền hoạt động rất yếu, kế hoạch triển khai rất kém và có khả năng mọi chính sách đều không thể hoàn thành. Đó là những gì ông Trọng đã làm. Đến nước này thì lò không thể dừng được, vẫn phải đốt tiếp và có khả năng những năm sau, kinh tế Việt Nam sẽ càng bi đát hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ông Tổng dùng thuốc quá liều, triệu chứng tê liệt bắt đầu xuất hiện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.